Dạ vâng, em gửi lời chào tới tất cả quý vị và các bạn ạ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip quay lại kênh bán hàng của Âm Thanh A Luân. Với những ngày đầu xuân năm mới, em gửi lời chào cũng như gửi lời kính chúc tới toàn thể các cô, dì, chú, bác, anh chị em cũng như bạn bè và toàn thể những anh em đồng nghiệp trên toàn quốc nói chung và những anh em đồng nghiệp trên thành phố Chí Linh nói riêng. Một năm mới tràn trề sức khỏe, dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự đều như ý. Một năm mới để gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực công việc, Âm Thanh nói riêng và trong tất cả những lĩnh vực Âm Thanh nói riêng. Và hôm nay tiếp theo lại những bộ karaoke đầu xuân được phái xuân lên đường ở bên cửa hàng chúng em với những sản phẩm quen thuộc cũng như là những sản phẩm cao cấp chất lượng. Không chỉ là những ngày bận rộn những ngày cuối năm, cho những ngày đầu xuân năm mới thì chúng em đã khai xuân những bộ karaoke rất là chất lượng được lên đường về với các anh các chị cũng như các bác đã tín nhiệm, đã yêu thương cũng như là đã tìm hiểu đến những sản phẩm chất lượng bên cửa hàng chúng em và ủng hộ với bên cửa hàng chúng em. Trong thời điểm hiện nay với đại dịch bùng phát đầu năm mới thì nó cũng có rất nhiều trở ngại cũng như tất cả những khó khăn đối với tất cả cộng đồng cũng như là tất cả lĩnh vực nghề nghiệp ở trên toàn quốc, thì em cũng rất là mong cũng như là hy vọng rằng sau một thời gian ngắn chính phủ ta sẽ có những biện pháp khắc phục cũng như là có những phương hướng mới để giúp cho toàn thể mọi người cũng như tất cả cộng đồng ở trên toàn quốc có một cái phương hướng cũng như là có một cái biện pháp tích cực nhất để cản trở cũng như là đẩy lùi được dịch bệnh về sau, để cho tất cả công việc được trở lại hoạt động bình thường. Và trong lĩnh vực Âm Thanh nói riêng thì hiện nay tất cả các cửa khẩu biên thì đã cấm rồi, nên là quan điểm của chúng em cũng sẽ chung tay với lại chính phủ, chung tay với cộng đồng rằng chúng em hiện nay trong nhà còn sản phẩm gì chúng em sẽ bán sản phẩm đó, sẽ không nhập cũng như sẽ không tìm cách đưa hàng hoặc là làm một cái phương pháp gì đó để đẩy lùi hay là để làm việc nó không được hiệu quả. Mong rằng sẽ chung tay với cộng đồng để trước hết là đảm bảo an toàn cho bản thân, cho người thân cũng như cho gia đình và cho toàn thể cộng đồng ở trong toàn quốc cũng như là đất nước các nước bạn nói riêng. Cũng rất là mong tất cả các bác trên mọi miền tổ quốc cũng sẽ hướng về chính phủ, cũng sẽ hướng về chung tay với cộng đồng để luôn luôn có một cái biện pháp tìm được một cái hướng tích cực nhất để đẩy lùi được cái dịch bệnh lúc này đi và mang lại niềm tin cũng như là mang lại một cái sức khỏe an toàn nhất để cho mọi người, cho cộng đồng xã hội ạ. Và với những sản phẩm bên cửa hàng chúng em thì hiện nay chúng em cũng rất là cảm ơn tới tất cả quý vị và các bạn luôn đồng hành, luôn theo dõi cùng chúng em, luôn ủng hộ các sản phẩm bên chúng em. Và cũng với một lời hứa rằng chúng em sẽ không vì những cái thời điểm này mà tăng giá sản phẩm hay là đẩy lùi giá sản phẩm lên cao. Với những chất lượng mặt hàng vẫn như vậy và với giá thành cũng như vậy, trong năm như thế nào chúng em vẫn bán như vậy. Và quan điểm bán hàng của chúng em rằng tất cả các giá trị sản phẩm chúng em đều báo đúng giá thành, đúng giá trị sản phẩm, đúng chất lượng sản phẩm các bác nhé. Nên là các bác cứ yên tâm khi các bác gọi điện hỏi hàng chúng em, tất cả những giá cả chúng em báo ở bên cửa hàng chúng em đều là những giá chuẩn. Chúng em không nói thách cũng không nâng cao giá trị sản phẩm lên cao. Quan điểm của chúng em bán hàng rằng mong muốn đưa đến tay khách hàng những sản phẩm tốt, những sản phẩm chất lượng cao cũng như là giá thành phải bình ổn để phục vụ tất cả bà con nhân dân, để bà con nhân dân được sử dụng những sản phẩm tốt và phù hợp với lại giá trị đồng tiền bỏ ra. Qua những video clip này đầu xuân năm mới, em gửi lời chân thành cảm ơn cũng như là ghi nhận tất cả những tình cảm của các bác, của quý vị và các bạn cũng như tất cả những khách hàng thân yêu trên mọi miền tổ quốc luôn đồng hành cũng như luôn hướng về cửa hàng Âm Thanh A Luân sử dụng dịch vụ sản phẩm của bên cửa hàng chúng em. Hy vọng rằng một đầu xuân năm mới, tất cả mọi người cũng sẽ chung tay với cộng đồng để đẩy lùi dịch bệnh cũng như là đẩy lùi được những cái vấn đề xấu ảnh hưởng tới sức khỏe, để mong rằng tất cả mọi người, mong rằng tất cả cộng đồng ở trong nước ngoài nước có một sức khỏe tốt, ổn định. Khi có sức khỏe tốt thì các bác công việc mới được ổn định và cũng mới phát triển theo được. Rất chân thành cảm ơn ạ. Em xin phép tạm dừng video clip tại đây.